nhằm đẩy mạnh phát triển các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện 8. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án này. Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo của các đơn vị về tình hình triển khai các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi trong quy hoạch điện 8, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi. Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất nhận định các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần chuyển dịch năng lượng để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại COP26. Việc cần báo cáo Chính phủ và Quốc hội có chủ trương về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ các vướng mắc chưa được pháp luật quy định trong quá trình triển khai các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi là cấp thiết để đảm bảo thực hiện các dự án quy hoạch điện 8. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật và căn cứ vào tình hình thực tế triển khai các dự án, cũng như tham khảo kinh nghiệm của các nước có thế mạnh về phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi để có đề xuất báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. Giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tổng hợp báo cáo của Chính phủ để kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về cơ chế chính sách đặc thù trong triển khai thực hiện các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện 8.